Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thì phát biểu kế tiếp là Trần Thị Quế, pháp danh Nguyên Tịnh, ở Biên Hòa, Đồng Nai, bị ung thư cổ tử cung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch đại đức trụ trì chùa Long Hương, con tên là Trần Thị Huệ, pháp danh Nguyên Tịnh. Hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm Bình Thân, nhằm ngày giỗ tổ của tiên sinh Osawa. Chúng con có duyên sự thành kính dâng lên quỷ ngài đôi đời bọc bạch. Kính bạch chư tôn đức, con lại vướng vào căn bệnh hiểm nghèo mà người đời thường nói là mang cái án tử hình vào cổ, đó là bệnh ung thư. Lúc phát hiện bệnh, tinh thần của con vô cùng khủng hoảng, suy sụp và tuyệt vọng. Nhưng còn nước thì còn tát, con liền đến bệnh viện Ung Bửu thành phố Hồ Chí Minh để chữa trị. Sau thời gian 3 tháng điều trị, bệnh viện cụp con như lúc xuất viện, và khi trở về nhà vô cùng đau đớn vật vã, tưởng chừng như không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Đi phát quà từ thiện, thấy được điều trị bằng băng điện phương pháp dưỡng sinh Osawa do thầy Tuệ Hải thuyết giảng, và con thực hiện, con rất vui mừng, đặt trọn niềm tin vào phương pháp này và nhanh chóng tìm ngay đến chùa Long Hương để được xin điều trị. Sau thời gian điều trị khoảng 6 tháng, sức khỏe của con được bình phục lần lần và cho đến nay đã bình phục hết hẳn. Qua xét nghiệm y khoa thì bệnh ung thư của con không còn nữa. Gia đình chúng con hết sức vui mừng và rất hạnh phúc mà không có lời nào để diễn tả hết được cảm xúc của mình. Đền đáp công ơn của thầy Tề Hoại và tri ân tiên sinh Osawa, gia đình chúng con chỉ biết nói lên đây lòng thành kính tri ân tiên sinh Osawa, và chúng con muôn lần cảm niệm ân đức của thầy Tuệ Hải đã tận tình cứu chúng con, cứu sống đời con lại một lần nữa. Trước khi dứt lời, chúng con thành kính cầu nguyện hồng ân chư mười phương chư Phật tùy từ gia hộ cho con đức pháp thể khinh an, phước trị châu viên, đạo quả viên thành, chúng sanh dị độ. Chúng con kính chúc thầy Tuệ Hải thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành và hoàn thành tâm nguyện cứu khổ chúng sanh đang chơi vơi bên bờ tuyệt vọng. Nam mô công đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Ha ha ha,